tiếp tục vào việc anh chị ạ. Căn nhà này giảm 1 tỷ nữa quý chị. À, hôm trước là 7 tỷ rưỡi quý chị ơi, hôm nay là 6 tỷ rưỡi, là giảm 1 tỷ chính xác 100%. À, một căn nhà mà với diện tích 143m² và thổ cư full, nhà ngang 5m8, gần với trung tâm hành chính thành phố Di An và gần với chợ Di An 1. Đấy, vị trí trung tâm, đây là phường Di An luôn anh chị nha. Căn nhà xây kiên cố, xây 2 lầu, xây 1 trệt, đúc 3 tấm. Ở phía ngoài có cổng luôn nè quý chị, xịn sò ha. Đó, rất là ok luôn quý chị ơi. Đây nè quý chị. À, nhà mình ngang 5m8 quý chị ạ, một bề ngang cực kỳ đẹp. À, khu vực phía trước là sân ô tô, mình để được ô tô 7 chỗ, 4 chỗ, mình có thể để xe máy tha hồ quý chị. Phía ngoài là lớp cửa sắt nha. À, đường trước nhà của mình đường bê tông, đường thông, đường này 5m nhưng mà bê tông mà thông ngay đường lớn luôn quý chị. À, đây quý chị nha, đường này thông hai đầu. Đó. À, chỗ này quý chị ơi, phường Di An, thành phố Di An, để dễ hình dung nhất là chỗ này gần với chợ Di An 1. À, nhà mình gần chợ Di An 1 anh chị nha, kế bên luôn, 500m thôi. Gần với trục đường Nguyễn An Ninh, trục đường Lý Thường Kiệt, trục đường Nguyễn Tri Phương. Đó. Chỉ cần 300m thôi là mình sẽ di chuyển được ba cái trục đường mà em Hải vừa nêu tên. Đó. Nhà mình thì ngang 5m8 nên ở đây gia chủ thiết kế kiểu như hai mặt tiền. Ở bên hông đây gia chủ có trừ ra một cái hành lang ở bên này quý chị ha, tầm 1m quý chị nhá, để mình mở cửa sổ từ phía dưới lên phía trên luôn. Nên là ở trên thiết kế các cái phòng ốc, phòng ngủ ở phía trên nó rất là thoáng quý chị nha. Đó. Cái này là 143m và thổ cư hết quý chị ạ, sổ hồng riêng luôn. Em Hải chỉ review và chia sẻ tất cả các bất động sản sổ hồng riêng, mua bán là công chứng chuyển nhượng sang tên, anh chị yên tâm nhá. À, pháp lý là sổ sách giấy tờ đâu ra đó hết nhá. Hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình. Căn này mà anh chị mình có xem ở trên mạng nhiều á, cũng có nhiều anh chị em cũng đã review và chào bán rồi đó quý vị ha, nhiều lắm, là 7 tỷ rưỡi hết á. Trước giờ là 7 tỷ rưỡi hết đó quý vị. Và bây giờ thì chủ cần bán lắm rồi, giảm 1 tỷ luôn, giảm 1 tỷ quý anh chị nhá. Giảm 1 tỷ đó quý vị, là còn có 6 tỷ rưỡi thôi. Đấy. Thì hôm nay ngày xưa em có quay phim luôn rồi, ngày xưa quay phim cũng là 7 tỷ rưỡi, bây giờ là 6 tỷ rưỡi anh chị nhá. Đó, nên là em quay phim lại nhá. Nên là anh chị nào mà ngày xưa mà xem cái video này là anh chị sẽ biết. Đấy. Thì bây giờ người ta cần bán, người ta giảm hẳn tới 1 tỷ đó quý vị ha. Sân trước nhà mình này, quay lại cái sân nha anh chị mình các. Ngang 5m8 đó quý vị ha. Một bề ngang rất là ok luôn, rất là đẹp luôn quý chị ơi. Anh chị nào mà thấy căn nhà này phù hợp á, mình quan tâm muốn đi xem á, alo cho em Hải ha, hẹn ở chợ Di An 1 cũng được quý chị, hoặc là trung tâm hành chính của thành phố Di An cũng được. Chỗ này gần trung tâm hành chính Di An quý chị nhá. Đó. Chỗ này ra trung tâm hành chính Di An cũng chỉ tầm 500-700m thôi, kế bên luôn. Nó gần với trục đường Nguyễn An Ninh, với trục đường Lý Thường Kiệt, với Nguyễn Tri Phương đó quý chị ha. Đó, ngay cái nút giao của ba cái con đường đó đó. Đó, rất là gần luôn. Phòng khách quý vị. Phòng khách mình đây nhá. Đó, rất là đẹp. Nói chung căn này thoáng mát, giá này là rẻ rồi, 143m mà anh chị mình thấy xây không ạ? Xây 2 lầu, xây đúc 3 tấm, xây mới 100% luôn, nội thất toàn là xịn sò luôn, đồ này gõ đỏ hết quý chị ạ. Tay vịn rồi tủ đó gõ đỏ hết quý chị ạ. À, nhà mình không bao gồm nội thất đâu quý chị ạ, cái bộ bàn ghế này là người ta để đây trưng bày thôi quý chị nhá. À, mình phải rõ ràng từ đầu không lại mất công. À, thì bên chủ báo sao thì em báo vậy. À, bên hông này có trừ ra một cái lối ở bên hông nên quý chị thấy không? Có cửa bên hông với cửa sổ nó thoáng lắm quý chị nhá. À, nhà mình hướng đông bắc dành cho anh chị nào mà Tây Tứ Trạch anh chị nha. Đấy, thì căn nhà của mình là hướng đông bắc quý chị nha. Anh chị nào mà mình hay xem hướng đó thì Tây Tứ Trạch là hợp quý chị ạ. Và nếu mà anh chị nào không quan niệm hướng thì thôi, miễn là giá cả hợp lý và vị trí là ok thì anh chị cứ tham khảo nhé. Đấy, thì căn này đang cần bán gấp là giảm 1 tỷ, là còn 6 tỷ rưỡi là giá vẫn còn thương lượng thêm. Là anh chị nào mà thiện chí mình có muốn gặp chủ nhà thì cứ điện cho em Hải nhé. Còn hoặc là mong muốn giá nào thì anh chị cứ nói rồi em sẽ làm việc lại với chính chủ. Bên em làm việc chính chủ anh chị nhé. Đấy, giá chính chủ nhé. Thương lượng chính chủ, gặp trực tiếp chủ nếu mình muốn. Hành lang của mình đây quý chị này. Đó, bên hông nhà ha. Thiết kế giống như hai mặt tiền, thoáng mắt đẹp luôn. Đó, nội thất xịn sò. Ở phía sau đây có một cái sân sau, một cái giếng trời ở phía sau. À, một cái nhà vệ sinh ở phía sau đây luôn quý chị nhé. Sau đây giếng trời này. Đó, mình giặt phơi đồ đây quý chị ha. Sau này trồng mấy cái cây tốt quá trời luôn, quý chị thấy đẹp không? Rất là đẹp nhá. Đấy, nhà vệ sinh mình ạ, ở phía tầng trệt của mình ạ. Rồi làm bồn cầu gương soi đầy đủ anh chị nhá. À, gạch dán tới trần nhá, sạch sẽ nhá. Rồi bây giờ em sẽ di chuyển lên khu vực tầng lầu để toàn thể anh chị mình cùng tham quan về căn nhà này. Rất mong nhận được sự ủng hộ đến từ toàn thể quý anh chị với một lượt đăng ký kênh. À, để tiếp tục theo dõi nhiều video mới, em luôn cập nhật tình hình những cái bất động sản giá rẻ và giá rẻ quý anh chị nhá, những bất động sản đẹp nhá. Ở tại thị trường thành phố Di An, thành phố Thuận An là hai khu vực chính và bên em có rất là nhiều nhà đất cho toàn thể anh chị lựa chọn. Thì anh chị nào mà đang có nhu cầu, đang quan tâm thị trường hai khu vực này thì anh chị hãy đăng ký kênh của em Hải nha, để mình xem nhiều video mới nha. Thì mình lên khu vực tầng lầu nha. Nhà này thoáng lắm quý chị ơi. Nhà mình thiết kế ở bên hông có trừ ra một cái hành lang nên là ở trên đây cực kỳ thoáng luôn, mở cửa sổ rất là nhiều, kiểu như nhà hai mặt tiền đúng quý chị. Đây này. Đó. Đây, lầu 1 quý chị.
Lầu 1 mang tới cho anh chị mình 2 phòng ngủ anh chị nhá. Lầu 1 là có 2 phòng ngủ. À, rất là ok. Và ở phía sau này thì có một cái sân sau để mình có thể giặt phơi đồ cũng được. Đây là lầu 1 của anh chị nhá. Quay sơ cái sân sau này cho anh chị mình xem. Đây này, cái giếng trời á. Giếng trời của mình á, ở dưới tầng trệt lên tới đây á, à, cửa sổ quý vị ha. À, phòng ngủ cho mình đây. À, ở đây có tủ âm tường mình để đồ áo, có cái kệ tivi, có đi ống đầm sẵn hết rồi. Nhà vệ sinh đây. Đó. Nhà vệ sinh đẹp rồi quý vị. Có vách tắm đứng luôn. Lavabo bồn cầu đầy đủ hết nhá, xịn sò. Ô, đạt tiêu chuẩn, nhà đẹp. Căn này 6 tỷ rưỡi rẻ quý anh chị, tại vì cái vị trí nó cũng đẹp mà diện tích nó lớn. 143 m mà thổ cư hết mà anh chị, ngang 5m8 cơ mà. Đúng không ạ? Mà phường Di An, trung tâm thành phố Di An. Gần trung tâm hành chính Di An luôn, gần chợ Di An 1 luôn. Đó. Anh chị nào mà đang cần tìm nhà khu vực này mình có thể tham khảo căn nhà này quý anh chị nhá. Tham khảo căn nhà này nhá. Phòng ngủ số 2 ở phía trước này. Hai phòng ngủ này đều có nhà vệ sinh khép kín hết quý anh chị ơi. Phòng ngủ này thì rộng. Đây, nhà này kết hợp còn cả nhà tắm luôn quý anh chị ạ. Đây này. Đấy, có một cái bồn tắm nằm đó quý anh chị nha. Thiết kế khu vực phòng tắm với nhà vệ sinh vậy là đẹp quý anh chị ạ. Kính là kính trong suốt. Cứng lực. Đó. Đây quý anh chị ha, quay từ phía ngoài vào này, đẹp quá trời đẹp luôn. Đây bên đây cửa sổ quá trời, bên hồng nhà này, tủ đồ áo âm tường hết đây quý anh chị nha. Nhà vệ sinh kết hợp nhà tắm mình đó nhá. Đây nha, cái ban công ở chỗ đây lầu 1 nha quý anh chị nha, lầu 1 nha. Đó. Vậy là kết thúc lầu 1, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh khép kín anh chị ơi. Bây giờ mình lên lầu 2. Nhà mình 2 lầu, nhà mình đúc 3 tấm, nhà xây mới. Cái hành lang ở dưới cầu thang này cũng rộng này quý chị này. Đây này. Đây, bên đây trồng mấy cái cây nó rất là đẹp. Trên trời ở dưới cầu thang quý chị. Đó. Cầu thang nhà mình rộng rãi thoải mái luôn quý chị ạ. Đây chỗ đây lầu 1 nhá. Bên đây trên đây lầu 2 này. Đó, bây giờ em lên lầu 2 cho anh chị xem. Ờ, nhà tại phường Di An, thành phố Di An, ngay trục đường Nguyễn An Ninh, trục đường Nguyễn Tri Phương, trục đường Lý Thường Kiệt anh chị, ba trục đường đó chỉ tầm 300m thôi. Thôi, lầu 2 đây. Đó, chú trên trời quý chị ơi, cầu thang rộng rãi quá trời luôn. Phía trước đó phòng thờ với có một cái ban công phía trước quý chị nhá. Mình quay phía sau trước đi, thêm một cái phòng ngủ nữa anh chị này. Đây này. Phòng ngủ thêm này là ba cái này. Là tổng nhà mình sẽ có 3 cái phòng ngủ mang tới cho anh chị nhá. Đấy. Có cửa sổ đó quý chị thấy không? Đó. Tổng 3 cái phòng ngủ. Mấy cái cửa này làm bằng gỗ hết quý chị ơi. Sau đây là khu vực nhà vệ sinh ở trên lầu 2. Đó. Đây nhà vệ sinh đây. Đây. Thưa quý anh chị. Nói chung nhà được cái nhiều cửa sổ quý chị ha, cửa bên hông rồi cửa bên sau rồi. Cửa phía trước quá trời cửa luôn. Giảm 1 tỷ đâu quý anh chị, cần bán lắm rồi mới giảm dưới vậy đó. Vẫn còn thương lượng thêm, 6 tỷ rưỡi thương lượng thêm anh chị ơi. Anh chị mong muốn giá nào anh chị cứ nói với em Hải đi. Em nói chuyện với anh chủ nhà cho. Được thì mình mua, không được thì thôi. Thuận mua vừa bán mà anh chị ha. Đó. Rẻ thì không ai bán mà đắt không ai mua. Đấy, quan trọng là phải phù hợp. Còn anh chị mình có tiền mình mua nhà này mình ở đẹp quá rồi còn gì nữa. Công năng quá ok ha. Hai lầu sân thượng quá trời luôn. Ờ xin lỗi, hai lầu với đây sân ban công. Hai lầu với sân ô tô, hai lầu với sân ô tô. Rồi. À, em xin cảm ơn anh chị mình ạ. Em xin chào ạ.